Một buổi sáng sớm, chú thỏ vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ. Bất chợt, một tiếng gầm thật kinh hãi vang ra gần nơi ngủ của nó. Đó là tiếng anh hổ, biết danh là chúa tể sơn lâm. Trong những lần trước, mỗi lần nghe tiếng dữ dằn đó, thỏ nhanh chân chạy trốn. Nhưng lần này thì khác. Thỏ quyết định mình sẽ không sống một đời chui rút nữa, mà sẽ dùng tâm trí của mình để một đời thoải mái và thanh nhàn. Chúng ta trong tuổi ấu thơ hẳn đã từng thích thú nghe những câu chuyện ngụ ngôn như câu chuyện kể trên. Và chúng ta cũng hẳn biết những câu chuyện ngụ ngôn thường bao hàm một ý nghĩa nào đó để dạy chúng ta những điều trong đời sống. Chú thỏ kia đã bao lần sợ oai hùng của chúa Sơn Lâm. Chúng ta cũng thường lẩn tránh những nỗi bất an và lo lắng trong đời sống. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta phải đối diện với sự thật và tìm cách để giải quyết. Vì nếu chúng ta lẩn tránh, thì những chướng ngại của đời sống cũng như những nỗi bất an sẽ trở thành mối nguy hiểm cho đời sống của chúng ta. Nhưng làm thế nào để chúng ta có những phản ứng kịp thời và thiết thực đối với những vấn đề bất an trong đời sống? Khi mà những vấn đề này thật là mơ hồ, ví dụ như sự nguy hại của hút thuốc, uống rượu hay ăn những chất ăn có chất béo bở. Những thói quen này thật là mơ hồ, vì vậy chúng ta thường hay quên hay không để ý tới. Như chú thỏ kia phải đối diện với chúa Sơn Lâm một ngày nào đó, chúng ta cũng phải đối diện với sự thật những nỗi bất an và những trở ngại trong đời sống về vấn đề sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, trong chương trình này, chúng tôi sẽ đề cập đến một chứng bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính quý vị, cho gia đình quý vị hay là những người bạn bè mà quý vị đã quen biết. Đây là một chứng bệnh đứng hàng thứ 5 trong việc gây tử vong cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Dù ít khi chúng ta biết đến hay nghe nói đến như chúa Sơn Lâm ở trong rừng, nhưng không kém phần nguy hiểm. Thưa quý vị, đó là bệnh tiểu đường. Bác sĩ Nguyễn Thị Thụy Khanh là một bác sĩ nội thương đã chữa trị rất nhiều bệnh nhân về bệnh tiểu đường. Hiện bác sĩ Thụy Khanh hành nghề tại Houston. Người Á Châu cần tìm hiểu về bệnh tiểu đường vì nó là một trong những bệnh ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất. Bác sĩ có thể cho biết cái mức độ nguy hiểm của bệnh tiểu đường không ạ? Bệnh tiểu đường đứng hàng thứ 5 làm chết người Mỹ gốc Á Châu mà có thể giết người thầm lặng, nhưng 16 triệu người Mỹ có bệnh mà không biết. Dạ, bệnh tiểu đường là gì thưa bác sĩ? Bệnh tiểu đường gây ra cao đường trong máu. Lúc khi mình ăn thức ăn, cơ thể mình biến các đồ ăn thành chất đường, không những là đồ ăn ngọt mà cũng những chất tinh bột như cơm, bánh mì, trái cây. Chất đường này đi từ máu vô các tế bào để cung cấp năng lượng cho các bộ phận như não, tim, bắp thịt, tụy tạng hay nhiều người gọi là lá lách, tiết ra chất hormone insulin. Chất insulin này mở cửa của tế bào cho đường từ mạch máu vô trong tế bào. Khi mình bị bệnh tiểu đường, tụy tạng hay lá lách không tiết đủ hormone insulin, hoặc hay nếu có thì hormone insulin không có hiệu nghiệm. Vì lý do này, lượng đường trong máu bị cao lên. Sau một thời gian lâu dài thì mạch máu bị nghẹt. Do mạch máu bị nghẹt nên bệnh tiểu đường dẫn đến những biến chứng như đau tim, tai biến mạch máu não, mù mắt, hư thận và bị cưa chân. Thưa bác sĩ, có phải bệnh tiểu đường có hai loại không ạ? Thưa vâng, loại 1 thì hiếm hơn, người bệnh là nhỏ tuổi hơn và cần chữa bằng insulin ngay từ lúc đầu vì thủy tạng không tiết ra insulin. Nhưng loại 2 là thông thường nhất, ảnh hưởng người lớn tuổi. Từ 90 đến 95% số người bị bệnh tiểu đường là loại 2. Như đã nói trên, tụy tạng hay lá lách có tiết ra hormone insulin không như loại 1, nhưng vì nguyên nhân không ai hiểu, chất insulin này không có hiệu nghiệm. Anh Tommy là bố của một đứa bé 7 tuổi bị bệnh tiểu đường loại 2. Đối với anh, việc chăm sóc cho cháu bé bị bệnh tiểu đường là trách nhiệm lớn lao của cả gia đình anh. Tôi nghĩ tôi không bao giờ tôi nghĩ là con tôi đã có những cái bệnh mà có thể là
nó trọn đời như như cái bệnh tiểu đường như thế này. Trong trường hợp tôi khám phá ra đứa con tôi nó bị bệnh là trong khoảng thời gian 2-3 ngày khi mà cơ thể nó bắt đầu nó thay đổi, tức là cân nó đi xuống và sắc mặt nó thay đổi. Thì cái ngày thứ hai á, thì tôi có hỏi bà xã tôi là tại sao cho này nó xuống ký quá. Bà xã tôi nói cơ thể nó làm biếng ăn ở trong trường buổi trưa. Thì bà xã tôi nói mấy ngày hôm nay thì thấy thằng con này nó ưa đi tiểu nhiều và uống nước. Thì tôi mới nói với bà xã tôi là nên theo dõi thằng con này tối nay. Tôi nói gì là something wrong. Tôi nghĩ là có chuyện gì với con này rồi. Tôi mới kêu thằng con này tới. Tôi nói con này con có chuyện gì không? Con nói cho bà về đi. Thực ra Johnny nó không nói, tôi hỏi Johnny, you better tell me straight to daddy, what is it? Daddy try to help you out. Tại vì con tôi không, tôi sợ tôi nói tiếng Việt nó bị không hiểu á. Thì tôi nói cái gì, thì Johnny nó nhúng vai nó nói, I don't know daddy, but I feel always thirsty. Khi mà tôi vô trong bệnh viện emergency đó, thì tôi đợi một khoảng 10 phút, thì một y tá dẫn con tôi vô trong đó. Thì khi mà họ kêu tôi vô thì khoảng 3-4 người bác sĩ ở đó. Thì con tôi được người ta tiêm thuốc vô trong cơ thể và lấy máu để thử. Thì một người bác sĩ họ nói tôi, nhưng mà tôi không có nhớ tên. Ông ta nói thẳng là con tôi có một, hình như là đã bị một bệnh tiểu đường dưới cái lượng đường rất là cao, hơn 700... trong cơ thể. Thường thường là ông nói thường thường là bình thường là từ 80 đến 120, nhưng mà cơ thể của cháu nó lên tới hơn 700. Thì tôi hỏi cái chuyện này, cái bệnh tiểu đường này nó có thật sự là nó như thế nào. Thì ông ta nói bệnh tiểu đường là, ông nói là this for the whole life. Thì tôi mới nghe là chữ whole life, cái đầu tiên tôi rất buồn. Hầu như là tôi không biết cái người đàn ông Việt Nam hay là người đàn ông ngoại quốc hay là sao, nhưng mà cái chính của tôi là tôi muốn làm, tôi dùng cái thời giờ tôi để tôi làm ra tiền nhiều, còn cái chuyện con cái tôi thì để cho bà xã tôi phải lo. Nhưng mà khi Johnny nó bị bệnh gì đó thì ngược lại, tôi đi ngược hoàn toàn, là tôi muốn thời giờ của tôi nhiều cho con cái hơn. Ai là người bị bệnh tiểu đường loại 2 vậy thưa bác sĩ? Những người có nguy cơ bị bệnh tiểu đường gồm lớn tuổi, phì mập, có bà con ruột thịt có bệnh tiểu đường, trong quá khứ bị bệnh tiểu đường trong lúc có thai, thiếu hoạt động, chủng tộc như người Á Châu, Mễ, Mỹ Phi Châu. Thưa bác sĩ, bệnh tiểu đường có những triệu chứng gì ạ? Có nhiều trường hợp người bệnh tiểu đường không thấy triệu chứng nào cả. Nếu có thì ta nên để ý những triệu chứng sau đây. Đi tiểu nhiều, khát nước nhiều, xuống cân, dễ đói, mờ mắt, tê chân và tay, dễ bị nhiễm trùng và hay mệt mỏi. Đối với ông Trường, từ khi biết mình bị bệnh tiểu đường, ông đã nhận thức rằng việc săn sóc bệnh tiểu đường của mình không phải chỉ là một trách nhiệm riêng biệt của ông, mà còn là trách nhiệm của người bạn đường của ông nữa. Thì tôi không tin lắm. Tôi nghĩ rằng không lý do gì mà trong gia đình tôi, má tôi bị tiểu đường. Rồi tôi bảy, má tôi sanh ra 7 đứa, 8 đứa, mà chỉ có một mình tôi là bị tiểu đường, mấy người kia không có người nào bị. Trước hết là qua bên này là đi khám thường xuyên đó mà. Đi khám định kỳ đó thì ông bác sĩ ông biểu thử máu đó, thì đi thử máu thì gửi cái kết quả lại, thì ông bác sĩ ông nói như vậy là đường ở trong máu anh cao đó, và sau đó thì mình phải chấp nhận đó là một cái thực tế, và nó có hai con đường. Con đường mà đầu tiên đó là muốn đi alternative medicine theo thuốc nam, bởi người ta nói là thuốc nam đó thì không có phản ứng, còn thuốc tây thì có thể có side effect, có phản ứng phụ.
Nhưng mà bởi vì tôi thì cũng có một phần là học theo theo phương Tây, có ảnh hưởng phương Tây, thành ra nó có giữa hai con đường đó, thì cái thuốc nam đó người Mỹ gọi là alternative, tức là cái con đường thứ nhì. Khi nào mà con đường thứ nhất đó mà bị bế tắc rồi đó, thí dụ bị căng xe máu hay là bị căng xe gì đó mà không trị được, nó bế tắc rồi, thì mình phải thử con đường thứ hai. Còn còn tôi đó, tôi có con đường thứ nhất. Bởi con đường thứ nhất đó, tôi biết chắc chắn một chuyện là theo Tây y đó, thì nó đúng tới đâu, nó nói nó đúng tới đâu. Và cái phần trăm nào mà có cái xác suất có thể không đúng đó, thì Tây y nó nói rất rõ ràng. Và Tây y khi nó thử cái gì đó, nó có thử lâm sàng. Thật ra mình biết rằng mình đi tới đâu, mình biết có phản ứng, không có phản ứng, mình biết như thế nào, thế nào. Khi mà tôi nghe nhà tôi nói là nhà tôi đã bị bệnh tiểu đường, thì tôi không có ngạc nhiên. Là tại vì tôi nghĩ rằng bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mà có cái di truyền rất là cao. Khi tôi biết nhà tôi bị bệnh tiểu đường, thì tôi chuẩn bị tinh thần, tâm lý và cách chăm sóc khi biết là mình có một người thân bị bệnh tiểu đường. Về chăm sóc, và tôi cũng nghĩ rằng là nếu như mà ông chồng mình mà mình bỏ lơ như cái bàn, cái ghế trong nhà không ngó ngang đến thì chắc là ông cũng phiền lắm. Nhưng mà nếu mình chăm sóc quá, làm cho ông ta ngột ngạt đó, thì cũng đó là một cái điều không nên. Vì vậy, sự chăm sóc của cái người thân trong gia đình có người bệnh tiểu đường đó là một điều rất là cần thiết, nhưng mà cần kín đáo và tế nhị. Như rằng là tôi biết rằng đó, người bệnh tiểu đường thì ăn uống cần kiêng đường. Và vì vậy tôi nấu ăn thì tôi giảm lượng đường ở trong thức ăn. Nhưng mà nếu tôi giảm một cách đột ngột, giảm liền thì nhà tôi sẽ ăn không ngon, và nhà tôi không vui và tôi cũng không vui. Vì vậy tôi đã giảm lượng đường một cách rất là nhẹ dần, từ từ đó. Hoặc là thay thế vào những cái chất ngọt mà thay thế đường. Ví dụ như rằng là tôi biết người bệnh tiểu đường thì nên kiêng ăn mỡ nhiều, rằng là thì vì vậy cho nên tôi tránh những cái món ăn chiên xào, và thường cho anh ăn nhiều cá, cá hấp và cá rằng là kho lạc lạc là chẳng hạn, cho anh ăn nhiều rau cải thì chẳng hạn, và không tích lũy trong cái tủ lạnh nhiều đồ ăn rất là béo bở và rất là thuần tay cho ông chồng mình. Các con tôi đều cũng như tôi là có một cái tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận điều đó, và ngay chúng nó trong những cái kỳ mà xét cấp hàng năm và luôn luôn nó rất để ý đến cái chuyện thử nước tiểu, vì chúng nó cũng hiểu biết rằng chúng nó rất là dễ dàng để cái thừa hưởng cái bệnh tật đó từ bà nội chúng nó. Vậy thưa bác sĩ, có cách nào để chữa trị cái bệnh tiểu đường hay không? Không có cách chữa lành, nhưng có thể điều trị được để tránh biến chứng. Dưới sự trông nom của y sĩ, đa số người bệnh đều sống một đời bình thường. 1/3 những người có bệnh có thể kiềm dưỡng bệnh bằng cách tập thể dục hay ăn uống điều hòa mà không cần uống thuốc. Số còn lại trong giai đoạn đầu có thể điều trị bằng thuốc viên, nhưng giai đoạn sau có thể cần thêm chích hormone insulin. Người có bệnh tiểu đường phải đo lượng đường trong máu thường xuyên để theo dõi kết quả của thuốc chữa. Hoạt động thường xuyên, ăn uống điều hòa, tránh phì mập và khám tổng quát hàng năm. Bác sĩ Lê Thị Huyền là một trong những bác sĩ nhãn khoa có phòng mạch đầu tiên tại Houston. Ngoài khoa tổng quát về khám mắt, chữa các bệnh mắt, đo độ kính và contact lens, bác sĩ Lê Thị Huyền đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bệnh tiểu đường với các biến chứng về mắt. Có nhiều người họ không có biết là họ bị bệnh tiểu đường cho tới lúc họ đi khám bác sĩ toàn khoa hoặc là họ đi khám mắt. Và bác sĩ mắt nhiều khi tìm ra được bệnh nhân có bệnh tiểu đường là tại vì cái triệu chứng mà nó bình thường hoặc là cái triệu chứng mà nó xảy ra thường xuyên nhất
cho một người patient đó, là họ thấy mờ, mà cái mờ nó không có đều, lúc nào cũng mờ, mà khi nó mờ, khi nó rõ, thì có ngày rõ, có ngày mờ, hoặc buổi sáng rõ, buổi tối mờ. Thì cái đó là mình biết cái độ kính nó ảnh hưởng trực tiếp với lại cái lượng đường ở trong máu. Nếu mà mình để lâu á, thì có những cái trường hợp thì nó phát triển cho tới lúc mà nó bị gọi là retinal detachment, là cái võng mạc ở bên trong mắt nó bị rách, nó bị tuột xuống, thì lúc đó rất là khó để mà mình gắn nó lại. Nhiều khi có người là một sớm một chiều họ bị mù bởi vì như vậy. Cái bệnh tiểu đường đó là cái bệnh mà mù bởi vì tiểu đường là cái gọi là cái bệnh thứ nhì mà người ta dễ bị mù nhất. Nghĩa là nhiều người bị mù vì bệnh tiểu đường tại vì họ không biết, họ không có khám phá ra sớm, tại vì họ nghĩ là mắt của họ không có mờ, không có sao hết nên họ không đi khám. Cho nên lúc mà mình đi khám nó rất là quan trọng, mặc dù mình chưa có triệu chứng hoặc là mình hơi có triệu chứng một chút xíu thôi, mình cũng nên đi khám, tại vì mình tìm ra được cái bệnh sớm thì mình chữa được, còn nếu mình để quá trễ thì mình có thể mù mà bác sĩ muốn giúp mình cũng bó tay thôi. Đối với bà Liên trước đây chưa hề biết đến bệnh tiểu đường, nhưng từ khi biết mình có bệnh thì việc chăm sóc bệnh tiểu đường đã trở thành một phần lớn trong cuộc đời của bà. Tôi khát nước, chứ tôi lại thèm ăn ngọt. Mà tôi thì thường thường đó, cứ mỗi buổi chiều tôi ăn cơm xong đó, thì tôi thích sô-cô-la từ ở Việt Nam đó, mà sô-cô-la Pháp đó, thì tôi cứ ăn 2-3 miếng. Nhưng mà sau đến lúc mà bị đó, thì tôi thấy nó cứ khát nước thì đi tiểu nhiều, rồi lại thèm ăn ngọt. Nhưng mà tới khi mà bác sĩ nói cái thì tôi biết là chắc tôi bị, rồi tôi hỏi chứ tại sao tôi bị tôi như vậy, thì nói là hỏi tôi chứ gia đình có ai bị không, thì tôi nói là gia đình tôi có, người em tôi bị như vậy đó, là tôi qua bên đây rồi, người em tôi cũng không biết nữa đó. Vì vậy mà tôi qua 75 tôi qua bên đây, người em tôi ở nhà có mấy tháng sau rồi chết, làm dẫm vô, chỉ có dẫm vô cục than thôi, rồi phải cưa chân thì chết. Rồi thay đổi là tôi không ăn những các cái thức ăn béo, hay là tôi không ăn những cái đường hay cái gì mà tôi ăn, mà tôi thử ngay, tôi ăn dưa hấu đó, dưa hấu mà người ta nói không có đường, nhưng mà cái năm đó tôi, cái năm đào đó, tôi ăn, tôi cứ xay dưa hấu tôi uống nước à, rồi uống cho mình, uống cho nó mát, thì tôi lên nó không xuống được. Thì tới cái na hết mùa dưa hấu thì tôi không ăn, thì tôi thấy nó xuống, tôi cũng không biết là tại dưa hấu nữa. Thế qua năm sau thì có mùa dưa hấu tôi lại ăn, tôi thấy nó lên, tôi ơi đích danh thủ phạm đây. Tôi không sợ chết ngay mà tôi sợ cưa chân tôi, săn sóc cái chân tôi hơn cái mặt. Vì lượng đường trong máu quá cao, bệnh tiểu đường có thể gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm như bệnh nhồi máu cơ tim và nghẹn mạch máu. Đây là biến chứng thông thường mà bệnh tiểu đường gây rất nhiều tử vong. Bệnh tiểu đường còn làm cho hệ thống thần kinh suy nhược, tay chân tê bại, bị phồng da hay bị đứt mà nhiều khi bạn không biết được. Vì máu không luân lưu đều đặn, làm hư hại tế bào ở tay chân, có khi phải bị giải phẫu hoặc bị cưa. Mắt có thể bị loạn thị, mờ, quáng gà hoặc có khi bị mù vĩnh viễn. Thận suy nhược là biến chứng không kém phần nguy hiểm cho tính mạng, thường được phát hiện khi chân tay phù thủng, mệt mỏi, da xanh xao. Bệnh mất dần trí nhớ và loạn trí cũng là một trong những biến chứng của bệnh tiểu đường, vì lượng đường quá cao làm bế tắc sự lưu thông của máu trong cơ thể. Chàng thỏa đáp với một giọng lớn thật lớn. Tối qua khi anh đang sang là đại hội của muôn thú trong khu rừng này, tất cả đã quyết định là từ nay anh không còn là chúa tể Sơn Lâm nữa, và họ lại cử tôi vào chỉ đó. Hổ gầm lên giận dữ. Cậu đùa đấy chứ, óc con mà lớ láo. Thôi, cũng đã đến lúc kết liễu cuộc đời của cậu rồi đấy. Thỏ tuy run trong bụng, nhưng vẫn cố bình tĩnh, mỉm miệng cười tươi, nói. Anh không tin thì tôi sẽ chỉ cho anh thấy. Hôm nay, muôn thú trong rừng đều nể sợ tôi một phép. Để tôi đi với anh rồi anh sẽ biết. Vừa nói, thỏ vừa nhảy toát lên lưng hổ và thúc hổ rảo bước. Thường ngày,
bất kể con vật nào trong rừng, hễ nhìn thấy hổ là chạy biến một mạch, không dám ngoải lại. Nhưng hôm nay trông khác lắm, đứa nào cũng ngước nhìn thỏ một giây, rồi mới cắm cổ chạy. Qua ánh mắt nể sợ của chúng, hổ biết là thỏ đã nói sự thật. Đúng là thỏ đã được chọn làm chúa tể sơn lâm. Hổ liền dừng lại và cúi đầu nhận lỗi. Ô bạn thỏ vĩ đại, bạn đã nói đúng. Tôi thành thật xin lỗi và đã vô lễ với bạn, mong bạn bỏ qua cho. Thỏ ta liền nhảy phốc xuống đất, và thế là hổ chuồn thẳng, bỏ xa khu rừng đó. Còn anh thỏ ta, từ đấy tha hồ tận hưởng những giấc ngủ ngon lành và một đời sống bình an. Chú thỏ ấy, chú thỏ trong chuyện ngụ ngôn thật là can đảm. Trong đời sống, chúng ta cũng cần phải có can đảm để đối diện với những nỗi bất an và những nỗi lo lắng hầu tìm cách giải quyết. Chúng ta phải đối diện với sự nguy hiểm của bệnh tiểu đường hầu tìm cách quản chế sự nguy hại của nó. Hãy tích cực trong việc giữ gìn một đời sống lành mạnh bằng cách ăn uống điều độ để tránh bệnh phì mập hay hoạt động thường xuyên qua thể thao, thể dục. Mặc dù tất cả các phương pháp trên đây không bảo đảm ngăn ngừa hoặc chữa khỏi bệnh tiểu đường, nhưng chắc chắn sẽ giảm thiểu sự nguy hại của bệnh tiểu đường. Hãy làm bằng mọi cách để giữ gìn sức khỏe của quý vị, vì sức khỏe của quý vị không phải chỉ quan trọng cho quý vị mà thôi, mà còn liên hệ đến những người thân của quý vị nữa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tôi không có tiền thiệt nhưng tôi có hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhất là gì? Tại hạnh phúc của gia đình tôi 4 người. Cái sâu sắc nhất, khi mà tôi có đi tìm nhiều tiền nữa, tôi muốn đem muốn trở lại, tôi bấm lấy để lấy hạnh phúc con cái tôi, thì con cái tôi nó ra khỏi nhà tôi rồi. Và cái điều quan trọng nhất là tôi muốn thay đổi cái sự suy nghĩ tôi và sự hành động tôi hàng ngày bây giờ. Thì đấy là không phải cái bệnh, nhưng mà nó có thể làm complication, tức là nó có thể có những cái khác, thứ gì qua cái tim, qua con mắt, qua cái thận, rồi có thể có người bị cưa chân. Trước khi nhà tôi bị bệnh tiểu đường thì thường là dễ tính, vui vẻ hơn. Nhưng mà sau khi bệnh tiểu đường thì thường có thể dễ thêm mệt mỏi. Từ do đó cho nên dễ cáu bẳn. Ví dụ như rằng là cái chuyện đôi khi phải ăn một món ăn không được vừa miệng lắm vì không đủ chất ngọt chẳng hạn, không nhiều chất béo thì có vẻ bực mình. Và những cái đó thì tôi vẫn bình tĩnh và tôi vẫn vui vẻ vì đó là do cái bệnh nó gây ra. Tôi không có lo cái gì, ngay tới mất nước mà mất nhà, mất cái gì tôi cũng, cái gì nó cũng là mình bây giờ mình lo cho cái thân mình chứ. Bây giờ mình cứ lo buồn giàu những cái đó thì tôi không lo, tôi không buồn, tôi không sợ, tôi chỉ lo tôi chữa thôi.